Việt xin chào quý cô chú anh chị cùng toàn thể các bạn. Rất vui được gửi tới quý cô chú anh chị và các bạn những hình ảnh tại trung tâm thủ đô Hà Nội. Hiện tại Việt đang ở ngã tư Phan Đình Phùng và Hàng Cót. Trước màn hình quý vị và các bạn chính là bốt hàng đậu. Chiều hôm nay ngày thứ 2, ngày 22 tháng 11 năm 2021, quý cô chú anh chị và các bạn. Ở Hà Nội thì hôm nay rất là lạnh. Không khí lạnh tăng cường. Nhiệt độ rơi vào khoảng 16 đến 23 độ, quý cô chú anh chị và các bạn. Kính mời quý cô chú anh chị và các bạn đi một vòng phố cổ cảm nhận cuộc sống thủ đô Hà Nội mỗi ngày. Đây chú Signo thì về tới đạp xe không, không có khách quý vị các bạn. Việt đang ở trên đường Hàng Cót. Các cửa hàng kinh doanh buôn bán quần áo Việt thấy cũng không có khách. Việt đã sang tới phố Hàng Lược, quý cô chú anh chị và các bạn. Việt thấy trên tuyến phố Hàng Lược cũng còn một số cửa hàng chưa có người thuê. Trước màn hình quý cô chú anh chị và các bạn là hàng rươi. Các cửa hàng trưng bày Noel rất là lung linh quý vị và các bạn. Nhưng mà Việt thấy rất vắng khách. Còn hơn một tháng nữa là đến ngày Noel. Việt đã sang tới đến phố Chả Cá rồi quý vị các bạn. Khắp các tuyến phố, khắp các con ngõ, tất cả đều nghe thấy tiếng loa phóng thanh phòng chống Covid-19, quý cô chú anh chị và các bạn. Trung tâm thủ đô Hà Nội Việt thấy làm rất tốt. Và trước màn hình quý cô chú anh chị và các bạn là ngã tư Lãn Ông Chả Cá. Các cửa hàng kinh doanh buôn bán thì hầu như vắng khách. Wow, ở đây mình thấy có cửa hàng chè bốn mùa đông khách quý vị các bạn.
Việt đã sang tới tuyến phố Hàng Cân. Trên tuyến phố Hàng Cân thì nhiều cửa hàng bỏ kinh doanh hơn. Do tiền thuê đắt đỏ, quý cô chú anh chị và các bạn. Quý cô chú anh chị và các bạn lần đầu tới kênh của Việt thì cho Việt một like cũng như subscribe kênh YouTube để nhận được những video mới nhất. Quý vị và các bạn nhấn vào chuông và chọn tất cả khi Việt xuất bản video. Quý vị và các bạn là người đầu tiên nhận được những hình ảnh về thủ đô Hà Nội. Tất cả các cửa hàng kinh doanh buôn bán mà không thực hiện đúng lệnh giãn cách, cách nhau 2 mét ở trong cửa hàng, ngồi 50% số ghế thì tất cả đều bị phạt, như vừa nãy ở trên tuyến phố Lương Văn Can. Việt đang ở ngã tư Lương Văn Can và Hàng Gai, quý vị các bạn. Các cửa hàng kinh doanh đều không có khách. Và trước màn hình quý cô chú anh chị và các bạn là những hình ảnh ở bên Hồ Gươm. Rất đông người đi tập. Mặc dù là chiều thứ hai nhưng mà Việt thấy rất đông các bạn trẻ đã đi dạo cũng như chọn Hồ Gươm để bước những bước chân thư giãn cho một cuộc sống trong lành. Đây là cửa hàng cà phê Lục Thủy, quý vị các bạn. Vào buổi chiều thì mới thấy cửa hàng cũng vắng khách. Buổi trưa và các ngày cuối tuần thì cực kỳ đông, quý cô chú anh chị và các bạn. Các chú signal hầu như không có việc. Dịch làm thay đổi cuộc sống của tất cả mọi người.
Và trước màn hình quý cô chú anh chị và các bạn là ngã tư Hàng Khay, Tràng Thi và Hồ Lê Thái Tổ và Triệu. Đã sang tới phố Hàng Khay rồi. Wow, hàng loạt các cửa hàng ở trên tuyến phố Hàng Khay, Việt thấy không có người thuê. Rất nhiều các nhà có mặt tiền đẹp. Wow, hầu như 80% đóng cửa quý vị và các bạn. Và trước màn hình quý cô chú anh chị và các bạn là ngã tư Đinh Tiên Hoàng, phố Tràng Tiền. Một buổi chiều thì thấy không đông lắm, tại vì chiều thứ hai. Và trước màn hình quý cô chú anh chị và các bạn là cửa hàng kem Tràng Tiền. Thì thấy các bạn trẻ cũng chọn cho mình thưởng thức những cây kem vào mùa đông. Rất tuyệt vời. Và Việt đã tới ngã tư Ngô Quyền và tuyến phố Tràng Tiền, quý cô chú anh chị và các bạn. Số cửa hàng Việt thấy cũng đang trưng bày ở trên tuyến phố Tràng Tiền. Những hình ảnh rất vui ở trên trung tâm phố cổ Hà Nội. Wow, cửa hàng này có màu sắc đẹp. Việt cảm ơn quý cô chú anh chị và các bạn đã cùng Việt đi cảm nhận cuộc sống của thủ đô Hà Nội vào buổi chiều thứ hai. Việt chúc quý cô chú anh chị và các bạn sức khỏe và hẹn gặp lại quý cô chú anh chị và các bạn ở các clip tới của Việt. Hiện tại Việt đang ở trước nhà hát lớn. Một buổi chiều vắng khách quý vị và các bạn. Vắng khách du lịch, vắng khách qua lại.